Không có nơi nào hàng đẹp như chỗ chúng tôi. Phải là người sành điệu như thầy Sinh đây mới giới thiệu quan anh đến đây. Mời quan anh. Quan anh yên tâm, quà hôn lễ thế này thì tuyệt mỹ. Cửa hàng chúng tôi chỉ có mỗi 2 bộ. Tôi chỉ cần những thứ duy nhất. Thưa, thế thì đắt lắm, phải đặt tận bên Xiêm cơ. Nếu quan anh không nệ giá cả, tôi sẽ tìm cho quan anh một bộ ngọc trai ngũ sắc. Quan anh có đồng ý không ạ? Cảm ơn. Vớ vẩn, tôi đã nói với bà quan Nguyễn lấy ai? Đắt với giá rẻ. Rõ ngất. Rõ. Anh nói tơ hừ thế, có mà dẹp cửa hiệu. Dẹp đấy à? Thế ông có dẹp mâm hút của ông không?